Hello anh em trên kênh nhá. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cả demo của Beat, một player của tôi cũng khá là ấn tượng ở trong cái giải đấu Club Premier vừa rồi. Ông Hoàng kênh Beat. Cái Beat ngày xưa thì nó khác bây giờ. Ngày xưa Beat nó có thể có nhiều góc để đứng hơn, nó bắn khéo hơn, nó bắn dễ hơn. Nhưng cái Beat bây giờ là một cái Beat mà tôi nghĩ rằng là nó rất là khó bắn. Và Beat thì có lẽ là player đang bắn cái Beat này hay nhất hiện tại mà tôi từng thấy ở thời điểm hiện tại rồi. Nên chúng ta sẽ đến luôn với demo của em Beat nhé mọi người nhé. Ông vua kênh Beat. Tôi mệnh danh luôn cho người em này là ông vua kênh Beat. Rồi, nhảy qua USP. Ừ, hay à. Chiếu, chiếu. À. Ra làm 3 viên. Cái USP hồng này đắt phết đấy. 200 đô. Tôi nhớ là như thế. Rồi, vẫn ra repick. Kiểu bắn. Đấy là lối bắn, phong cách bắn của những người tự tin đấy các bạn. Đó là ăn được một rồi. Chưa ăn được ai nhưng mà vẫn cố gắng biết địch ở đâu ra pick lại. Rồi xong. Quân đi full nằm. Smoke cái tre để cái hướng pit để tanh vào bom các bạn ạ. Còn smoke hững hờ. Chết luôn. Rain bắn quá ghê. Chúng ta sang round 2. Rất nhanh. Phân tích demo một người thường thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn là phân tích demo cả trận các bạn. Đây là một round Fogbite từ các thành viên bên phía Navi. Fogbite và bắn 2B 3A default ở thời điểm đầu. Đấy, các bạn có thể thấy bên phía của team Fate thì họ chủ động chiếm chuối. Navi thì họ cho là các thành viên Fate chiếm chuối. À, một smoke một đổi một smoke các bạn thấy không? Bên kia smoke nối thì mình smoke mid. Thường chúng nó tôi thật các bạn, AK nó đéo dám phi qua mấy quả smoke này đâu. À, qua phi qua mấy quả smoke này mà bị mấy thằng Five Seven đứng sau quả smoke nó bắn cho thì thôi lòi zom luôn. Đấy, bên phết quả này thì gây áp lực ở B. Sau đó bên bên phía của Navi ném ra một quả smoke của B phát là các bạn thấy không? Navi họ back về bắn 4A luôn. Họ để một mình ZL sẽ là người solo B. ZL thì nó vẫn còn một quả smoke nữa nhặt của đồng đội. Em ra là fake phết fake B sau đó đi đánh A và bị vào với bẫy của Navi. Navi quả này bắn 4A rồi. Em ra quả này vào A khó lắm. Nên vào đấu mà chiến thuật của bên phết có vẻ như hơi thua. Rồi. Gây áp lực không cho Boiler vào trước. Boiler vẫn vào được. Đẩy ra bắn một mồm. Ui. Bên kia lại Brock kia không đổi được mạng. Rồi thằng Beat lần vãi lìn luôn mà. Trời ạ. Nhanh thì thôi rồi. Sau đó đầu thằng ấy. Thôi sao. Ui rồi ôi. Một đạo đấu mà bên phía nào bị out phết. Không phải về tay mà là về out về chiến thuật. Phết làm rất nhiều mọi thứ ở chuối, chiếm chuối ném rất nhiều bom, gây áp lực vào B. Cuối cùng đéo hiểu sao để cho bọn Navi thằng Alexi nó biết trước rồi. Nó trả đúng một quả smoke, mấy ông Phết lùi thủi về A hết. Sau thằng Alexi về bắn 4A luôn. Sau thằng ZL nó vẫn còn quả smoke nữa, sau nó lại về cùng tiếp. Đây là một round đấu mà Phết thua về chiến thuật. Phết làm mọi thứ nó cũng cơ bản, tôi nghĩ là bị bắt bài. Tại vì thực ra là Navi nó cũng không có nhiều cơ sở phá để nó bắn solo B thì đấy nó có mỗi quả smoke thôi, cơ sở duy nhất. Nhưng mà nó lại bắn solo B. Và Fate thì cũng không gây áp lực lên để đủ để khiến Navi phải bắn 2B. Rồi round đấu này thì Fate yếu tiền, chắc chắn phải up cố ấy. Các bạn mà bắn piston thắng mà các bạn thua Fogbite thì các bạn phải up cố ấy. Đẩy hai chuối rồi này các bạn nhìn không? Không có bom nên không vào được chuối, bắt buộc phải lên mid. Mà đứng hai chuối như thế này thì chắc chắn là phải lên mid rồi. Xem Wonderful bắn như nào thôi. Đấy. Beat solo chuối. À solo pit ngồi bắn góc tay to luôn mà. Tự tin vãi đái luôn. Cách bắn của một người tự tin. Wow. Cái góc mà tôi đéo là dám kê các bạn ạ. Nó phải tự tin lắm mới dám kê cái góc này. À, nhất là bên kia nó on Deagle. Bắt đầu smoke lại lầu. Cái chầu mid khá là lâu. Ui quả nết. À không đau lắm. Ai chà. Bên T-side tự ném một quả smoke à, không decoy à. Rồi chạy về đánh B rồi khi mà có một người móc vào nối. Quả này bởi vì sao vì đánh B? Bởi vì thằng Karrigan nó đã đi qua thằng Alexi B được. Nên đâm ra là bên phía của Fate họ mới quyết định quay về đánh B. Nhưng mà vấn đề là chuối chưa clear. Đấy, thằng ZL nó lại bắn chết hết đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, wow. Thế là vẫn là 2 đổi 3 đấy chứ có phải là đơn giản đâu. Rồi xong Rob Z bắn thêm một mồm nữa thành 1 vết 3 thành 1 vết 2. Flash có vẻ đẹp.
dê lên. Thôi sao? Quay thằng Rốc Rét bị chớp hay sao ấy? Đấy, về cứu bom đơn giản lắm các bạn, mà là thằng đi sau thì các bạn nhường biết thôi. Các bạn ném quả flash đẹp cho thằng kia lao lên, thế là xong. Chả có gì phức tạp quá à. Video này được tài trợ bởi Skin Monkey. Skin Monkey là trang trao đổi đồ CS2 tự động. Các bạn có thể trao đổi đồ một cách dễ dàng và an toàn. Chọn đồ mình có và đổi sang đồ mình muốn. Bạn có thể lấy bonus bằng cách điền cốt bom màn. Trao đổi trên 10 đô sẽ được bonus 0,5 đô. Đủ 100 đô bạn sẽ được bonus 5 đô. Giá skin ở trang này khá giống với cả giá skin trên Steam Market. Tuy nhiên, khi nạp bạn sẽ nhận được 30% bonus, thêm 5% nữa khi sử dụng cốt bom màn, tổng cộng là 35%. Ngoài ra có thể lấy skin miễn phí hàng tuần và tham gia GA hàng ngày. Link của Skin Monkey mình để bên dưới, bấm vào để nhận ngay những ưu đãi tốt anh em nhé. Một flash lên bắn nhau luôn. Trần có một cái tiên cơ phía trước thôi là được. Mấy đau đầu vẫn khá là nhẹ nhàng cho em biết. Ném lửa không cho đê đầy. Cái quả lửa đấy là sẽ câu được cho các bạn thêm khoảng 5 đến 6 giây ở cái khu vực lầu. Các bạn tranh thủ cái khoảng thời gian đấy là để các bạn bắt cái thằng ở boiler. Tại vì nếu mà thằng lầu bị kẹt lại và thằng boiler thì vẫn nhảy lên bình thường thì các bạn hoàn toàn thể thịt được thằng boiler rất dễ dàng. Rồi Rob Z hack não với Beat, hai anh em cách nhau đúng kiểu. Quả smoke. Đấy các bạn thấy không? Đấy là lý do tại sao mà không nên lộ tiếng. Những cái đoạn này bọn nó luôn luôn quắc. Nhiều anh em cứ chạy bịch này. Chạy bịch cặp mấy thằng biết chơi nó ngồi quả smoke nó nghe thấy nó giặt ra nó bắn đồ phát vào mồm luôn. Lại lại tại sao? Đấy, bắn nó không nên lộ tiếng. Chỗ nào lộ phải thật xa cơ. Còn khi mà địch có thể ở gần mình thì các bạn đừng bao giờ để lộ. Kể cả trong quả smoke. Để lộ tiếng nó giặt ra nó bắn đột cái mồm thì lại khóc. Nhiều anh em chơi bị như thế. Đây, ủi dồi ôi, Loki bắn quả này ghê. Chị em phết trận này bắn nhiều quả ghê thật. Rookie của này đeo có giáp. Ủa, thế mà bắn nó vào đầu mà. Bảo sao thằng Rookie của này nó nhặt M4 nhưng lại đeo bắn M4 các bạn ạ. Bởi vì vấn đề là thằng Rookie của này đeo có giáp. Đéo biết thật hay giả. Thằng Wonderful của này nhanh tay chưa. Nó gỡ fake được thêm một nhịp nữa rồi này. Bạn nhìn này, quả nó xử lý gọi là cơ bản đấy. Bắn yếu. Đấy, lần hai thằng kia phải đếm đến 4 giây phải cố phải ra đấy. Thằng Rookie của này cũng chuẩn, nó đếm đến 3 giây nó nhá một nhịp để nó xem là thằng này nó có gỡ fake để nó đẩy ra hay không. Sau đến lúc mà nó gỡ xong nhịp, nó fake một nhịp, nó nhá một nhịp nhưng mà nhá thì đúng lúc là thằng nó yếu quá rồi, sao nó không có giáp nữa. Nên là vẫn thua thôi. Nhưng mà quả đấy Wonderful thì thằng Rookie hơi khó. Góc đứng cũng xấu, lộ rồi. Không có giáp. Máu còn nửa. Rồi xem bé Beat. Bắn Beat. Beat và Beat. Đấy, đang tham minh đấy. Tham minh trả quả smoke đấy ra là cái tham minh mà đối phương lúc đấy chỉ cùng lắm là quắc được đến gần quả smoke thôi. Nó sẽ phải lùi về. Em nào muốn học bắn Beat thì xem thằng này một khóa. Tôi thật các bạn. Ngon lành luôn. Xịn xò luôn. Lửa lầu. Wonderful sẽ... Rồi Wonderful làm gì đây? À cho quả smoke. Không, bên phết hầu rất là lâu. Đấy, ngồi chờ. Đây à, bắt đầu smoke lại lầu này. Thôi xong rồi, hai anh em lên mid. Thằng IM nó lại bắt được thằng Rain. Thằng còn lại rén luôn, đéo dám đi luôn. Rồi, bên phết khá lằng nhằng. A à, về đánh B. Pit các bạn đều nhàn mà. Pit mà không có địch thì là nhàn. Nhưng có địch thì nó mới mệt. Lúc này vẫn còn đang nhàn. Khá là chiêu linh dành cho bé Pit. Em phân tích demo về Beat trồng chiêu nhỉ. Rồi về đây. Về Beat. Vẫn còn quả smoke.
đoạn đầu ấy, tại sao mà nó chạy lên cái trên này ấy, tôi giải thích cho các bạn luôn là bởi vì đơn giản đây là một round đấu mà bên phía của team Navi nó toàn bắn 3B ở thời điểm đầu. Nó chỉ có 2A thôi nên nó lên đây để một là nó lửa lầu và cái thứ hai là nó sẽ bắn kẹp với thằng Wonderful ở đoạn đầu, nghĩa là không cho đối phương phi mít láo. Còn khi mà nó về đến pit rồi thì các bạn thấy rằng IM nó cũng di chuyển về đây luôn, nghĩa là nó sẽ lại là một đội hình 3A. Thì lúc đầu bắn 2A thì các bạn đứng pit thì nó sẽ đéo có tác dụng gì, thay vì đó các bạn lên các bạn ném con lửa lầu và các bạn đứng mít cùng đồng đội thì ít nhất là các bạn vẫn có 2 mít như bình thường. Còn pit chả có bao giờ nó mà nó chạy lên lầu nhanh thì các bạn ở boiler các bạn nghe thấy hết mà. Rồi bên kia lên mít trông cũng khó khăn đấy, sớm mốc lầu lại. Đến tham minh này thì sớm mốc lầu được rồi, trèo lên thùng bắn nhau. Ui quả nết, xời ơi trông có vẻ đau. Đây 1v2 ok, hai đường một lúc nghe đi rồi. Xời đơn giản. Chắc là beat thì tôi chỉ phân tích BC City thôi. Anh em nhìn cách tầm beat bắn, anh em chọn để cho mình nhiều góc ngồi đẹp đấy. Căn tham minh đứng lên cái thùng cũng là một cái tham minh khá là đẹp. Đấy lúc nào cũng thế. Các bạn nhìn không, hai thằng beat đối diện nhau. Đấy là những người biết chơi. Bởi vì đơn giản cái thằng một thằng nó sang đây ném bom rồi thì luôn luôn là hai thằng beat sẽ phải kẹp cái beat đoạn đầu, không bao giờ được cho đối phương lên beat sớm. Bởi vì nếu mà các bạn để cho đối phương lên beat sớm thì thằng back về rất khó bắn. Đấy. Wonderful về back về nó kê lầu cho này. Rồi mấy anh em kia back. Anh biết solo à? Rồi nó lên lầu. Nó đẩy lầu luôn bởi vì đơn giản là đồng đội nó back về rồi. Bây giờ một mình nó giữ mid thì cũng đéo giữ được. Các bạn hiểu không? Một mình giữ lầu thì may ra là các bạn còn giữ được. Chứ bây giờ bảo một mình các bạn solo mid thì các bạn không bao giờ solo được đâu. Mà các bạn solo mid kể cả các bạn ăn được người thì lầu nó móc các bạn cũng dở. Trong đó các bạn một mình solo lầu các bạn vẫn có thể solo được. Nên làm ra nó biết là bây giờ chỉ giữ mỗi cái lầu thôi, cho đội bắn cho nó lên mid để bắn retake. Nên ra nó đẩy ngược lại lầu luôn cho tham minh. Đấy, bắn quả ghê vãi. Quả này nó đạt tâm đéo chuẩn đâu nhưng mà nó vẩy phát vào mồm group Z luôn mà. Rồi, thằng Rain biết thằng beat ở đây rồi. Lì vãi đấy đấy không? Bây giờ nó giữ hai đường một lúc này. Thằng Rain biết thằng beat ở đây này. Vẫn vào mồm luôn. Vãi đài. Cái round này tôi nói thật các bạn, đây là một round đấu mà bên phía của Navi dễ thua cực kỳ luôn. Nhưng mà thằng Beat nó bắn chết con mẹ hai thằng đi lầu rồi thì tự nhiên là bom xe A lại thành clear thì B mới dễ bắn đấy chứ. Thằng Beat nó làm mẹ cái nhiệm vụ khó nhất ở cái round đấu này rồi. Bên kia vào B. Hình như là bên round đấu này bên phía của team Navi vẫn thua. Đấy, Beat làm gần hết rồi. Đấy, lại thành một tình huống 2v2 bởi vì hai bom CB đổi được có một mạng, 2B đổi được có một người. Nét quát sớm mốc rưỡi ra để bò ra. Thằng quái này thằng Brokey kê tỉnh quá. Sớm mốc này nó kê đúng về một đường luôn. Khó. Xếp súng rồi. Rồi xếp súng rồi. Không có nhiều cơ hội. Nó làm nhiệm vụ khó nhất ở A rồi, nó bắn hai thằng rồi, cả Rob Z cả Rain rồi. Mấy ông B lại mắc sai lầm. Navi là bị một cái là bom CB hơi yếu. Hai anh em bom CB bắn phong độ không ổn định, tay không chắc lắm. Map Inferno là yếu ở đấy. Rồi, hai mid ở thềm đầu, kinh bắn cương skill luôn mà. Các bạn đều đang kiểu bắn vào tay mà. Mới bắn được kiểu đấy. Đứng góc tay to luôn đấy. Rồi biết đối phương sẽ lên. Vẫn trả bom. Trả lại một con lửa không cho vào luôn. Rồi Alexi B back về bắt được một. Mẹ Rain con này bắn ghê thế. Rain làm hai luôn mà. Ui dồi ôi. Ui. Tôi nói thẳng các bạn luôn, round này là round thua rồi. Thằng Beat nó bắn như này, tôi không biết là round này có thắng hay không. Nhưng mà thằng Beat nó kéo từ một round thua thành nếu mà round thắng này là bởi vì thằng Beat thôi, chứ không phải là vì ai hết. Rồi đấy.
Hình như vẫn thua, thế này dễ vẫn thua lắm. Mẹ thằng Bít nó bắn như thế rồi mà vẫn thua. Bỏ rồi là phết làm được tất cả mọi thứ rồi đấy. Nào. Rozen ngồi đẹp quá. Không ăn được rồi, Wonderful thua rồi. Đấy, một round đấu mà rõ ràng là Na'Vi là thua đấy. Không có cửa thắng luôn, tại vì sao? Để một mình thằng Rain bò vào đây nó bắn chết cả hai ông nối này đúng không? Một ông móc đây đúng không? Đây là một tiếng 4v3 nhá, mà các bạn hiểu là đây này. Tôi cho các bạn xem. Thằng Orp nó kê này, nó lốc mẹ vị trí cũng biết, nó biết luôn là thằng Bít sẽ đẩy ra mà. Nhưng thằng Bít bắn con này ghê quá. Đấy không? Nhìn thấy cái bóng của nó ra, nó bắn vắt mồm luôn này. Xong nó lại còn bắn cả vào mặt của thằng Rope này. Đấy, thằng Rope, đấy chưa? Thằng Bít nó làm cái nhiệm vụ này gọi là khó nhất rồi đấy. Nghĩa là quả đấy mà tụt vào bom thì chắc chắn 100% là thua. Nên Bít nó đẩy ra nó bắn hộ rồi. Mà cuối cùng vẫn thua mà. Trời ơi, 3v2 đẹp lắm rồi. Mà này sao IM lại chết chay được nhỉ? Đây. Rồi, IM bắn không lại Frozen. Trời ơi. Hai round thua của Na'Vi. Trong đó Bít đã làm một cái nhiệm vụ quá khó khăn rồi. Cái điều gọi là không thường, không thể xảy ra thì thằng Bít nó làm rồi mà vẫn thua. Rubaretta lên lầu. Nó được rồi. Next round. Cái demo này bây giờ nó không có next round các bạn. Bắt buộc phải xem kiểu này. Bít bắn mấy quả ghê vãi cái đái. Lửa. Xem nhầm người. Đây rồi, bé Bít đây rồi. Vẫn là một hình 3B. Cái vấn đề nhiều lúc nó không phải nằm ở B. À, quên nhầm. Vấn đề nó lại không nằm ở bom xe A nhiều. Rồi, vẫn là 2A và 2 Bít ở thềm đầu đấy các bạn không? Bây giờ lần này là về Bít này. Tại nó cương cái Bít nhiều quá rồi. Bên kia biết rồi đấy các bạn. Rồi, bên phía của Team Fate ném bài. Cắt thư viện. Wonderful lại pick được chuối, bên kia chỉ có lên A thôi, mất chuối rồi, lại còn biết là nó off thì làm sao mà dám đánh vào. Ây à, kề góc tay to đấy. Rồi, nhìn cái cánh tay, trả lửa đẹp này. Quay mặt tránh flash này. Nào, xem đổi được mấy. Rồi, đồng đội ra này làm tốt. 5v3 là đồng đội làm tốt rồi, xin flash và bắn. Ôi, trận này nó cứ bắn nó vào đầu mà. Bạn nhìn ông ra đặt tâm toàn vào đầu, Brocky cầm ọp từ nãy giờ thì mẹ ra pick toàn bị thằng Bít lại bắn vào đầu mà. Ôi quả cuối nhưng vào đầu mà. Bắn toàn đầu mà. Sợ thật. Nhà thằng Bít cũng có nhiều góc kê cũng hay. Ủi lại mồm luôn. Phải đây. Nhìn là mồm là có thật. Quả smoke đấy là quả smoke chuối cho đồng đội luôn. Đồng đội đẩy chuối, bên kia chắc chắn đánh A. Bên kia thì đánh B thì còn có cửa thắng, đánh A hơi khó. Đánh A thằng Bít trận này nó bay quá. Mà bắn giải các bạn hiểu là bên kia toàn Rope Z, Rain, Rookie, Frozen mà nó bắn được cái kiểu toàn mặt như thế là ghê vãi cả đái. Rồi bên kia vẫn chắc trung thành B. A không đánh được. Cái vấn đề là A không đánh được. A đánh từ nãy giờ toàn thua đấy, thấy không? Ném bom fake B, ném bom fake A, bắt đầu về đánh B luôn. À, bên này chắc cũng đoán ra rồi. Bách về bắn 3B. Một mình thằng Bít sẽ là thằng giữ nối. 3 bom sẽ B mà thủng nữa thì chịu. Alexib ăn 1. Chắc không thủng được đâu. Rau này không thua được. Thua nữa thì chịu. Flash này đẹp này. Rồi, flash mù, flash của Bít đẹp thế. Chắc chắn là mù, mấy cái thằng nhìn trong bom là mù. Rồi, xong. 7-4. Liệu có một tính bóng đổi gió nào không? Làm tí khu vực bom xe á. Bít bắn boiler luôn, tại vì quả này có ọp lầu các bạn ạ.
Wonderful kêu ọp lầu. Những cây kiểu này mà nó giạt ra ở cái hướng drop Z là cũng mệt. Này, nhà súng thằng Rain hơi yếu. Đấy. Chứ còn đấy mà nó AK nó giạt ra là vớ vẩn, là vào mồm đấy. Bắn rồi bây giờ beat bắn pit. Bên kia trông có vẻ muốn nhảy lầu. Bên kia cũng chưa làm quả nhảy lầu lần nào rồi thật. Nào để xem nào. Nhảy lầu. Có flash góc này đéo bị flash. À, ngồi như này đéo bị flash các bạn ạ. Ui dồi ôi, nó bắn toàn đầu luôn mà. Trận này thằng Bít bắn toàn đầu luôn đấy. Bắn toàn mặt mà. Ui dồi ôi. Thế mà trận này đổi bên bên phía G2 vẫn thua. À quên, bên phía Na'Vi vẫn thua. À, góc này hay phết nhỉ. Góc này cương cương boiler nhỉ? Bắn hơi tay to nhưng mà góc này đã bị flash nếu mà nhảy lầu. Cái này thì nó lại bay quá nó mới ngồi kê như thế. Bắn toàn mặt luôn. Cái vị trí bắn trọng đầu thì cũng khó. Đúng ông vua pit mà. Ủa. Một mình bắn bao nhiêu mạng đây? Một mình beat bắn 15 mạng ở pit. Sợ thật. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi buổi phân tích demo của Beat nhá. Hẹn gặp lại anh em trong video mới nhất. Sẽ là video sau, sẽ là video của Manasi nhá.